phải đi ký tận mấy trăm chữ ký anh em ạ. Vật. Bạn nói về TikTok beta đi á. Thật ra như là Lam Trương ạ, tức là anh em dùng ngôn từ nó khó dùng quá, nó khó nghe ấy. Thật ra nó vẫn là kiếm tiền từ video thôi mà, kiếm tiền từ lượt xem thôi mà. Nếu bạn nó dùng ngôn từ TikTok beta hay là quỹ sáng tạo gì nghe cho nó khó hiểu ra. Nó chỉ là kiếm tiền từ video thôi. Và hiện tại bây giờ nó chưa cho phép tại Việt Nam, nó chỉ cho phép tại một số nước. Mỹ này, Pháp và Brazil hay sao, ba nước đấy sao, nó cho phép. Giá đô khoảng 1 triệu view 15 đô đúng nhỉ. Thế thôi. Thì bạn dùng ngôn từ thì nó khó dùng, thành ra anh em nó khó hiểu rồi. Dùng ngôn từ sát sườn thôi. Chẳng có anh Hoàng nhá. Chính cái ngôn từ của các bạn ấy, nó khiến cho các bạn khó hiểu thôi, chứ các bạn phải dùng ngôn từ nó nhẹ nhàng thôi. Như là mình thấy mấy ông học đại học ra, hay là mấy ông thì toàn. Tôi vừa học khoa Digital Marketing. Nói chung nhiều kiến thức hay. Digital Marketing là gì biết không? Digital là kỹ thuật số. Marketing là tiếp thị. Thì tất cả cái hình thức quảng cáo tiếp cận bằng máy tính và điện thoại đều thuộc Digital Marketing. Thì anh em dùng ngôn từ thành ra nó bị khó, thành ra cuộc sống nó bị khó hơn đi. Nhưng mọi người dùng từ đơn giản thôi thì nó đơn giản. Học viện nghe chuyên nghiệp thế em, cơ quan này cấp phép thế em? Em thì không được cấp phép anh ạ, nhưng mà cái cơ quan của em thì lại khác, cơ quan khác. Cơ quan khác thì được cái tiếng nhưng không có miếng. Cơ quan của em thì nhiều miếng nhưng không có tiếng. Ok không anh? Thì theo anh, một người như anh thì anh cần miếng hay cần tiếng? Hả anh? Anh ơi em không comment được trong tin. Link em bị hạn chế tính năng rồi. Khi mà link em bị hạn chế tính năng thì chứng tỏ là em đã vi phạm vào cái gọi là chính sách cộng đồng. Và bất kỳ cái lỗi nào chính sách cộng đồng ở cái nền tảng kia đều không được gỡ em ạ. Từ đợt Covid đã không gỡ rồi. Anh cũng nghe nói là nghe đồn là chuẩn bị thay đổi nhân sự mới trên cái nền tảng đấy nhưng anh chưa thấy em ạ. Bây giờ nó lát bét rồi. Điều cười như nào à? Elon Musk Việt Nam giống Elon Musk không? Hả? Giống quả hình xăm là xong không? Đẹp đấy. Em mất ác à? Em sao mất ác hả em? Em đi cà khịa linh tinh bị ba lích à? Hả? Nếu học viện của em được cấp phép thì anh học ngay á. Đúng rồi anh thắng nhá. Đấy vì anh cần tiếng anh ạ. Anh cần cấp phép cần tiếng, nhưng em là người khác em cần miếng thôi. Tại vì là rất nhiều từ cổ chí kim đến nay á. Từ cổ đến nay thì rất nhiều người chết vì tiếng ấy, không có miếng. Anh nghe câu là có tiếng nhưng không có miếng kìa. Chết vì tiếng nhưng không được miếng. Nó là từ cổ đến nay rồi. Thế là những người thông minh sẽ hiểu được. Em ơi anh điện, anh nhắn Zalo nha anh Quang Linh nhá. Điện thoại không nghe được đâu tại vì nhiều người lắm. Nhắn thẳng luôn. Một khóa của anh bao nhiêu? Mình đang để là một khóa là 5 triệu, một khóa là 6 triệu. Để rẻ mà, ngày trước mình để là 20 và 30 triệu mà. Học viên của mình thì khoảng 3.000 người rồi. Đây mình cho mọi người xem cái khóa 3 năm trước nhá. 3 năm trước rồi. Tại vì mình thì hay kiểu phong cách truyền thông chìm nên mình cũng ít rầm rộ cho mọi người xem đi. Đây. Thực chiến đó mọi người nhá. Đây là 3 năm trước này mọi người nhìn nhá. 23 tháng 2 nhá. Chủ nhật toàn bộ học viên nghỉ nha. Đấy mọi người nhá, đây này. Mình che ở giữa này nó có nhiều cốc bia rượu các thứ à, mình phải che. Đây là diện này, diện Gia Lai này, có nhà có xe nhá. Đây là Chí Thành này, có nhà có xe nhá. Đấy. Mình phải che nó nhiều cốc đĩa ở giữa, thành ra nó bị chặn để mình tìm ảnh nào nó không có cốc. Nói chung là mọi người chơi cái TikTok này mọi người. Đây là học viên ở chỗ Bell Home. Lợi ông cố nhỏ ở Hồ Vĩnh Xuân à? Tại vì sao bạn biết không? Tại vì là hãy chuẩn bị để bị chỉ trích. Hãy chuẩn bị để bị phán xét. Bất kỳ ai làm việc với tầm nhìn lớn đều bị cho là điên rồ. Bất kỳ ai làm việc sáng tạo, khi bạn tiến hóa quá nhanh thì sẽ luôn có những khác người xung quanh bạn bắt bạn phải chậm lại. Để bạn xem khóa gần nhất đây nhá. Đợi chút.